Cắt trĩ mụn bằng nha đam hiệu quả, đúng cách ngay tại nhà. Nha đam còn có tên gọi là lô hội, lưỡi hổ, long tu. Đây là thực vật khá lành tính, có khả năng làm mát cơ thể rất tốt, nên thường được bào chế thành các sản phẩm để trị mụn, dưỡng da. Khi xu hướng làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên lên ngôi, nha đam được dùng trực tiếp như một loại thuốc trị mụn an toàn, hiệu quả từ thiên nhiên. Mụn ẩn, hay còn gọi là mụn dưới da, là loại mụn li ti, không chỉ khiến da trở nên sần sùi, kém mịn màng, mà còn là nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to và tạo điều kiện cho mụn bọc, viêm nhiễm, dễ dàng hình thành, ảnh hưởng rất lớn đến vẻ đẹp của bạn. Tham khảo thêm cách trị mụn ẩn dưới da hiệu quả nhất. Nếu chẳng may mụn ẩn li ti ghé thăm, thì cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chỉ cần sử dụng nha đam, hay còn gọi là lô hội, thường xuyên là bạn sẽ nhanh chóng lấy lại làn da sạch mụn. Hơn nữa, còn khỏe đẹp và tươi sáng, rạng ngời hơn hẳn. Các nghiên cứu y học hiện đại đã tìm thấy, trong loại cây thân nhầy, mọng nước này, chứa hơn 200 thành phần dinh dưỡng, hoạt chất có lợi cho da và sức khỏe. Trong nha đam có chứa nhiều vitamin như A, B, C, E, B1 cùng nhiều khoáng chất khác như canxi, kẽm, serum. Ngoài ra nha đam có nhiều đặc tính như kháng khuẩn, chống viêm, giảm sẹo và kích thích tế bào tăng trưởng. Chất nhầy trong gel, phần thịt của nha đam có khả năng thấm ướt, tạo độ ẩm cho da, giúp da dễ đàn hồi và giảm các nếp nhăn. Tuy nhiên, để phát huy được tác dụng của nó, thì không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ được điều này. Cây nha đam có rất nhiều công dụng thần kỳ không ngờ tới. Đây có thể coi là một bài thuốc đông y, hữu hiệu. Hơn nữa, việc tìm kiếm hay trồng cây nha đam là điều khá dễ dàng ở nước ta. Vậy hãy cùng kênh Bách Khoa Tri Thức tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của nha đam. Những thông tin và những phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được cách trị mụn ẩn bằng nha đam hiệu quả. 1. Cách trị mụn bằng nha đam tươi hiệu quả. Chuẩn bị 500g lá nha đam tươi. Thực hiện. Bạn rửa nha đam, gọt vỏ cứng bên ngoài để lấy gel nha đam bên trong. Ban đêm, trước khi ngủ khoảng 15 đến 20 phút, lấy dung dịch này rồi thoa đều lên khắp vùng mặt, đặc biệt thoa kỹ phần da bị mụn, sau đó rửa sạch lại da mặt. Chăm sóc da nhờn bị mụn bằng cách này, bạn sẽ thấy da mặt mình mềm và mịn màng hơn, những nốt mụn không còn sưng tấy nữa. Thực hiện đều đặn khoảng 1 tuần, các bạn sẽ phải ngạc nhiên vì công dụng của chúng đấy. 2. Cách làm nha đam trị mụn hiệu quả nhanh. Cách 1. Trước hết, các bạn cần lấy lá nha đam tươi rửa sạch và dùng dao gọt sạch các mép lá có răng cưa. Sau đó, ép lấy nước, nhớ lọc kỹ qua lớp vải bông. Cuối cùng, chúng ta sẽ có được một dung dịch dưỡng da rất hiệu quả. Bạn nhỏ khoảng 2 đến 3 giọt dung dịch nha đam đã được chắt lọc vào lòng bàn tay, rồi nhỏ thêm từ 4 đến 5 giọt nước sạch nữa, rồi hòa đều với nhau. Sau đó, thoa hỗn hợp này trực tiếp lên da mặt, nhất là những chỗ có các nốt mụn. Cách 2. Dùng 200g nha đam tươi, rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ ngoài. Tiếp theo, các bạn giã nát chúng ra, rồi cho thêm 200ml nước vào. Cuối cùng, hãy ép lấy nước, nên uống ngay khi xong sản phẩm. Nếu không, bạn cũng có thể xay nhuyễn ra thành sinh tố, rồi để trong tủ lạnh uống trong ngày. Sử dụng nước ép nha đam hàng ngày, giúp cơ thể bạn thanh nhiệt, giải độc hiệu quả, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của mụn. 3. Mặt nạ trị mụn bằng nha đam và chanh. Chuẩn bị 1 quả chanh tươi, 500g lá nha đam tươi. Thực hiện. Cắt đôi 1 lá nha đam, dùng thìa cạo lấy gel cho vào bát con. Cắt đôi quả chanh, vắt vài giọt vào, sau đó xay một lần nữa để trộn tất cả lại với nhau. Bôi hỗn hợp này lên da mặt, có thể kết hợp massage nhẹ nhàng. Hãy sử dụng hỗn hợp này như một mặt nạ, mỗi tối trước khi ngủ. Để trong khoảng 15 đến 30 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện công thức này thường xuyên, cho đến khi các vết mụn và sẹo mụn lành hẳn. 4. Cách dùng nha đam để trị mụn, kết hợp mật ong. Chuẩn bị 100ml mật ong, 300g gel nha đam. Thực hiện. Cách 1. Trộn đều 1 muỗng gel nha đam với 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất, thoa lên vùng da mụn và để in trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát và lau khô.
có thể thoa kem dưỡng ẩm không dầu. Cách 2, dùng gel nha đam đun sôi trong khoảng 5 phút, thì cho thêm một muỗng mật ong, trộn đều, và thoa lên vùng da bị mụn, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 3-5 phút, rồi để in trong 20-30 phút, và rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại cách trị mụn bằng nha đam này 3 lần trên 1 tuần để có kết quả tốt. 5. Cách trị mụn và vết thâm bằng nha đam và trứng gà. Chuẩn bị 300g gel nha đam, 1 lòng trắng trứng gà ta. Thực hiện: cách lấy lòng trắng trứng gà và đánh đều lên, sau đó trộn với 1 muỗng nước cốt chanh tươi vào 2 muỗng thịt nha đam đã xay nhuyễn. Thoa đều lên mạch, massage nhẹ nhàng. Rửa bằng nước, sau đó để khô hoàn toàn. 6. Cách trị mụn bằng nha đam và nước hoa cúc. Chuẩn bị 300g nha đam, 300ml nước hoa cúc. Thực hiện rất đơn giản, bạn trộn 2 muỗng nước hoa cúc với 3-4 muỗng gel nha đam. Cho thêm 1/4 cắt nước đun sôi để nguội. Thoa lên da mụn 2 lần trên 1 ngày để loại bỏ mụn. Rửa sạch mạch sau khi thực hiện. 7. Cách trị mụn trứng cá bằng nha đam và bột yến mạch. Chuẩn bị 300g lá nha đam, 1 quả chanh 300g glycerol, bột yến mạch. Lọc lấy thịt nha đam, sau đó trộn các hỗn hợp lại với nhau vào trong một cái chén, khuấy đều để tạo hỗn hợp đặc sệt. Thoa lên vùng da bị mụn, để in trong một vài phút trước khi rửa với nước. Thoa đều đặn để làm sạch mụn và chống lão hóa da. Công thức này vừa trị mụn, vừa giúp dưỡng ẩm da khô và ngăn ngừa mụn, cũng như các dấu hiệu lão hóa da. 8. Cách trị mụn bằng nha đam và đất sét. Chuẩn bị 300g gel nha đam, 300g đất sét, 1 quả chanh. Trộn một đều nha đam, đất sét và vắt vào đó vài giọt nước cốt chanh. Khuấy đều để tạo hỗn hợp đặc sệt. Thoa lên vùng da bị mụn và để in trong 15-20 phút. Rửa sạch bằng nước mát và lau khô. Công thức trị mụn bằng nha đam đúng cách này thường được dùng làm sạch và làm khô các nốt mụn và viêm da. 9. Cách trị mụn bằng nha đam và rượu táo. Chuẩn bị 300g gel nha đam, 300g rượu táo. Thực hiện: trộn 1 lít nước và rượu táo trong 1 muỗng gel lô hội. Thoa lên vùng da bị mụn bằng bông gòn, massage nhẹ nhàng. Để in trong 15-20 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát. Lau khô mạch và thoa một ít kem dưỡng ẩm không dầu. Rượu táo có chứa axit alpha hydroxy có khả năng làm trẻ hóa làn da bằng cách tẩy đi tế bào chết và giúp làn da trắng sáng và khỏ. 10. Cách dùng nha đam trị mụn nhờ chế biến thành món ăn. Thực hiện: bạn có thể dùng mỗi ngày từ 5-10g lá nha đam tươi. Nhớ chọn những bẹ nhỏ, có màu xanh nhạt, rồi gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch và cắt nhỏ. Có thể ăn chung với sữa chua hay nấu với đậu xanh làm chè. Đặc biệt là vào mùa hè này, bạn nên sử dụng nha đam giúp cơ thể thanh nhiệt, hạn chế mụn xuất hiện. Dùng nha đam trị mụn cần lưu ý những gì? Khi tiêu hóa một lượng lớn nha đam, có thể gây co thắt bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Bên cạnh đó, nó còn bài tiết qua nước tiểu, làm cho nước tiểu có màu hồng như máu. Vì vậy các bạn cần cân nhắc liều lượng phù hợp khi dùng nha đam trị mụn. Người bị bệnh trĩ, viêm ruột không nên dùng vì anjaquinon trong nhựa nha đam gây sung huyết. Người hay lạnh, hư hàn, tiêu chảy, huyết áp thấp không dùng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn. Khi ăn nha đam cần làm sạch lớp mủ màu vàng kế bên lớp thạch nha đam để tránh ngộ độc. Trên đây là một số cách làm hết mụn với nha đam, giúp phái đẹp hạn chế phần nào sự xuất hiện và phát triển của mụn. Tuy nhiên, đối với trường hợp hình thành mụn lâu năm, mụn ở dạng nặng, thì cách trị mụn bằng nha đam không cho hiệu quả tốt nhất, mà phải sử dụng phương pháp khác hữu hiệu hơn để chữa trị dứt điểm. Vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người Việt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những thông tin hữu ích nhất về sức khỏe cho các bạn. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng kênh, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tư vấn rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn để giúp cho nội dung kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.